Rồi, xin chào hết tất cả bà con của mình. Chương trình sáng hôm nay thì mình sẽ nói chuyện với quý vị không phải riêng về một cái đề tài hay trả lời một cái câu hỏi nha. Tại vì tất cả những cái căn bản nhất, quan trọng nhất cần phải thực hiện là mình đã có chia sẻ với bà con trong cái phần lý thuyết rồi. Nhưng mà có lẽ là chúng ta chưa có tập trung để nghe, hay là chúng ta nghe mà chúng ta chưa có nghe một cách trọn vẹn, tập trung, hoặc là có thể là cái nhận thức của mình nó bị cái giới hạn, hay là nó bị cái góc nhìn không có đúng đắn. Thành ra mình chưa hiểu được hết và mình chưa ứng dụng được hết. Vậy thì cái mà hôm nay thầy muốn chia sẻ với đại chúng trở lại là những cái điểm mà rất là cốt lõi mà mình phải nhắc lại để chúng ta phải hiểu từ những cái nguyên lý căn bản mà mình ứng dụng từ luật vũ trụ vào cái sự thực tập của mình trong giai đoạn này nói riêng. À, và trong đời sống hàng ngày của mình nói chung. Bởi vì nếu chúng ta học mà chúng ta không thực hành thì chúng ta sẽ không có được lợi ích. Nếu chúng ta thực hành mà một bữa nắng, năm bảy bữa mưa thì nó cũng sẽ không có đem lại cái lợi ích lâu dài cho chúng ta. Bởi vì chúng ta hiểu rằng luật vũ trụ là khách quan liên tục, là vô thường, là đổi thay. Phải không? Vậy thì không có gì có thể tồn tại mãi với thời gian hết cả. Và nếu mình nhìn ở một khía cạnh khác, vậy thì bất cứ một cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng. Cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng. Nếu mình nói ngược lại, cái gì đang tồn tại tức là cái đó đang được nuôi dưỡng. Vậy thì những cái bệnh tật, rối loạn, bất an, lo lắng, phiền não của mình nó đang tồn tại tức là nó đang được nuôi dưỡng. Và ai là người nuôi dưỡng nó? Chính mình và chỉ có mình mà thôi. Tất cả những yếu tố môi trường, thức ăn, thức uống, những yếu tố bên ngoài chỉ là phụ trợ, hỗ trợ, bổ túc thêm vào mà thôi. Yếu tố chính yếu vẫn là từ bên trong của mình. À, thì chúng ta nhớ một lần nữa, đây là cái nguyên tắc căn bản, đây là luật vũ trụ, đây là lực hấp dẫn. Nếu như mình không có ở bên trong thì nó sẽ không chiêu cảm cái bên ngoài đến. À, thành ra nếu như ở bên trong cơ thể của mình mà nó còn tù túng bế tắc thì nó sẽ dẫn tới ô nhiễm. À, nó sẽ dẫn tới sự thu hút những cái năng lượng xấu, những cái ô nhiễm đến, và càng ngày nó càng gia tăng thì nó dẫn đến bệnh tật. Còn ngược lại, nếu cái môi trường bên ngoài nó có ô nhiễm cách nào nhưng mà bên trong của mình mà nó được chuyển hóa, nó được sạch sẽ, được thông thoáng, được nhẹ nhàng thì ở bên ngoài nó sẽ không đưa vào bên trong mình những cái xấu. Nó sẽ theo luật vũ trụ là nó sẽ hấp dẫn những cái tốt đẹp, những cái nhẹ nhàng, những cái thanh tịnh. Và trong cái khóa học này chúng ta đã học, trong cái khóa học này thì chúng ta đã học là cái cách nuôi dưỡng của mình từ cái phần thô tới phần mịn, phải không? Tức là từ cái phần thức ăn thô thấp nhất cho tới cái phần thức ăn mịn nhất, cao nhất. Từ cái phần thức ăn bên ngoài đến cái phần thức ăn bên trong. Vậy thì cái bệnh tật của chúng ta nó cũng có những cái bệnh từ ở ngoài phần thân vật lý. Và nó cũng có những cái bệnh từ những cái phần thân mình ở trong của chúng ta. Vậy thì nếu như chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái nhận thức sai lầm, những cái phiền não, những cái luân hồi, những cái khổ đau là từ những cái nhận thức, từ những cái ở phần sâu, phần mình bên trong. Và đó là lý do tại sao chương trình của chúng ta nó gồm cả thân lẫn tâm, gồm nuôi dưỡng thức ăn thô và thức ăn mịn, điều độ,
bình đẳng, cân bằng, hợp nhất với nhau hết cả. Do vậy, nếu như chúng ta thực tập đúng ở cái phần thân, ở cái phần thô bên ngoài, thì chúng ta chỉ được cái phần thân của mình sạch sẽ và không có bệnh tật trong giai đoạn này thôi. Lúc nào chúng ta ngưng không thực tập thì chúng ta sẽ bị, bởi vì trong cái đường ruột của mình nó có hàng tỷ cái con vi sinh. Quý vị nhớ chưa? Mình đã học cái điều này rồi. Trong cái đường ruột của mình nó có cả hàng tỷ 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 những con vi sinh. Và khi cái môi trường nó thông thoáng, khi cái môi trường nó thông thoáng thì những con vi sinh này nó làm điều tốt đẹp cho mình. Khi cái môi trường mà nó tù túng bế tắc thì nó sẽ chuyển thành ra những con vi sinh độc hại, phá hoại, và nó làm tổn hại hệ nội tiết, hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, hệ miễn dịch của mình, vân vân. Vậy thì nếu chúng ta không chuyển hóa toàn vẹn cả cái phần thân lẫn cái phần tâm của mình thì chúng ta sẽ bị bệnh cả phần thân và phần tâm. Nếu chúng ta chuyển hóa được một phần ở bên ngoài cạn cợt thì chúng ta chỉ mới tránh được cái bệnh tật về phần thân thôi, chứ chúng ta chưa tránh được cái bệnh tật về phần tâm. Và thậm chí giai đoạn cuối của cuộc đời, hay là khi chúng ta bị bệnh nặng, cái thân của chúng ta nó cũng tỏa ra những cái mùi hôi thối, nó vẫn bị vi sinh lên men, nó vẫn là chảy ra nước vàng, nước mủ, sình thối, hôi hám và ruồi nhặn, dòi bọ nó sinh ra. Nhưng nếu khi mà chúng ta thực tập một cách rốt ráo, từng bước một chuyển hóa từ phần thân đến phần tâm, từ phần ngoài đến phần trong, từ phần thô đến phần mịn, thì khi cái tâm của chúng ta nó hoàn toàn thanh tịnh, tích cực, tốt đẹp, thì ngay cả khi mình chết đi rồi, ngay cả khi mình chết đi rồi, thì cái đám vi sinh trong ruột của mình cũng như xung quanh cơ thể mình cũng không thể nào phân hủy được cái cơ thể của mình, không tạo ra mùi hôi thối hay là ruồi nhặn hay là dòi bọ. Đó là lý do tại sao quý vị thấy có những người mà người ta tu tập, người ta thanh tịnh, khi người ta ra đi, người ta để lại toàn thân xá lợi, tức là nguyên cái thân bằng nhục thân của người ta không bị một cái con vi trùng nào nó phân hủy hết. Và thậm chí có một số vị nó còn tỏa ra cái mùi hương thơm nữa, chứ không phải là mùi hôi thối. Thành ra đây là cái tiến trình mà chúng ta phải học, chúng ta phải thực hành, và thực hành liên tục, không gián đoạn, và mình nâng cấp nó lên từ từ. Mình phải nâng cấp nó lên từ từ, từ cái phần thô đến phần mịn, từ phần ngoài đến phần trong. Và tất cả những cái này, tất cả những cái mà chúng ta đang học này, nó đều là cái luật của vũ trụ hết cả. Nếu chúng ta biết cách sống đúng luật, nếu chúng ta biết cách sống đúng luật là gì? Tức là luật vũ trụ, chúng ta thấy rằng tất cả những cái gì mà cũ kỹ, dơ bẩn, ô nhiễm, tù túng là nó sẽ đẩy ra ngoài. Những cái gì tốt đẹp nó đưa vào bên trong, và những cái gì chân như nhất, tĩnh lặng nhất, cân bằng nhất, hợp nhất nhất, nó đều nằm tận cùng ở bên trong. Thì ngay cả một cái nguyên tử nó đã được biểu hiện rồi. Và đây là thể vô hình, từ đây nó mới biến thành ra những cái thể hữu cơ, từ những cái hợp chất cho đến chất bột, chất đạm, chất béo cũng được cấu tạo từ những cái đơn vị căn bản này. Đấy, thành ra chúng ta thấy đây là những cái luật vũ trụ, mình phải hiểu và mình phải sống đúng luật. Cũng như là khi mà mình hiểu mình sống đúng luật trong vũ trụ là gì, cái giờ giấc sinh hoạt của mình, giờ giấc sinh hoạt của mình, và quý vị nhớ là cái ngày đầu tiên, buổi sáng thứ nhất, chúng tôi có nhắc quý vị là cái thời khóa nội quy điều lệ, thì chúng ta phải tuân thủ mặc dầu mình làm ở nhà của mình, và có khi mình chỉ làm một mình thôi, không có người thân, người nhà gì cùng làm với mình, hay là không có bạn bè gì hết, nhưng mà mình vẫn phải tuân thủ những cái thời khóa mà ban tổ chức đặt ra. Không phải vì lợi ích của ban tổ chức và cái sự mà giám sát liên tục với một cái đội ngũ hùng hậu, cả y bác sĩ và các anh chị em thiện nguyện viên kỹ thuật cũng vậy, chỉ với cái mục đích là làm sao để giúp quý vị thực tập một cách tốt nhất, đúng đắn nhất để gặt hái được cái kết quả mỹ mãn nhất mà thôi, chứ không phải cho ban tổ chức đâu, tốn rất nhiều công sức và thời gian. Vậy thì
Cái này mình phải hiểu rằng không phải mình tuân thủ cái nội quy kỷ luật bên ngoài một cách hời hợt đâu. Tức là mình phải lắng nghe cơ thể của mình phải biết cái sự vận hành của từng cơ quan bộ phận hệ thống và cái sự phối hợp nhịp nhàng của nó như thế nào. Thành ra đó là lý do tại sao quý vị thấy những cái mô hình này chúng tôi có phải chiếu đi chiếu lại giải thích cho quý vị, để mình phải ý thức rằng không ai có thể làm được cái điều này cho mình, chỉ có chính mình và chính mình mà thôi. Cũng đúng cái thời điểm này, cũng đúng cái thức ăn này, cũng đúng cái lượng này, nhưng mà có khi cái tâm thái của mình, cái xúc cảm của mình nó thay đổi, hay là mình không có cái sự chánh niệm, mình không có cái sự lắng nghe cơ thể mình không trọn vẹn dành cho nó, giống như cái chia sẻ của sáng nay của một học viên đó, tức là cô ta đã thử nghiệm từ cái tập trung ăn có chánh niệm và cái sự ăn trong sao lãng, là cái người có thực tập là sẽ thấy sự khác nhau liền. Vậy thì tất cả những cái cơ quan bộ phận khác trong cơ thể của chúng ta nó là một cỗ máy cực kỳ tinh vi. Chúng ta có thể chế tạo được những cái cỗ máy tinh vi như là những cái cỗ máy vi tính hay là những cái phi thuyền, những cái thiết bị mà nó du hành xung quanh vũ trụ để nó làm rất nhiều việc, nhưng mà không ai có thể chế tạo được một cái cơ quan bộ phận nào trong con người, chứ đừng nói là chế tạo ra cả một cái con người. Mình có thể chế tạo ra những cái robot để nó giúp mình làm việc và thậm chí nó có thể làm việc tốt hơn mình, nhưng mà chỉ trên một cái khía cạnh nào đó, trong cái giới hạn nào đó thôi, chứ còn nó không thể thay thế mình, nó không thể điều khiển mình, bởi vì chính mình tạo ra nó. Thành ra điều này là quý vị phải hiểu cái điều này để chúng ta có ý thức hơn về cái vấn đề mà thuận tự nhiên. Và một trong những cái thông điệp mà COVID đến trong vòng gần 3 năm qua, từ 2019 đến 2020 và 2021, và thậm chí sau này khi mà chúng ta đi vào những cái khi mà chúng ta đi vào những cái năm sắp tới, nếu mà chúng ta không học cái bài học này, nếu chúng ta không thay đổi cái nhận thức, cái cách sống, cách nuôi dưỡng mình cũng như cách bảo vệ mình và môi trường, thì chúng ta sẽ phải học những bài học khác đau thương hơn, khó khăn hơn. Đấy, vậy thì cụ thể nhất là bây giờ chúng ta đang học cái cách làm sao để quay về lắng nghe mình, hiểu biết mình thì mới chăm sóc mình được đúng nghĩa. Mà chúng tôi thấy rằng vẫn có khá nhiều quý vị vẫn chưa có chịu tập trung để mà quay về, chưa thấy cái giá trị của cái lớp học, chưa thấy cái giá trị của đời sống của mình. Không phải dễ dàng gì mà có được cái đời sống này đâu quý vị. Mặc dầu chúng ta thấy tỷ lệ sanh sản càng ngày càng gia tăng, phải không? Chúng ta thấy tỷ lệ sanh sản của con người cũng càng ngày càng gia tăng, dân số càng ngày càng gia tăng, nhưng mà nó sẽ đến một lúc nào đó nó sẽ đi ngược lại hoàn toàn. Nên nhớ đây là luật vũ trụ nha, đây là luật vũ trụ. Và chúng ta đã hiểu luật vũ trụ, mình đã học từ lớp 7 rồi. Luật bảo toàn năng lượng là năng lượng vũ trụ không tự sanh ra, không tự mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ trạng thái này sang trạng thái khác. Vậy thì một cái giai đoạn này chúng ta được sinh ra rất nhiều, dân số thế giới nó đang gia tăng như vậy, nhưng mà nếu chúng ta không trân quý đời sống của mình thì đến một cái giai đoạn khác thì nó sẽ đi ngược lại để nó cân bằng, tức là chúng ta sẽ hiếm hoi lắm, khó khăn lắm mới sinh được làm cái thân con người. Và điều này thì bậc giác ngộ đã nói rồi, có được cái thân người, sinh ra được làm cái thân người thôi, nó khó như là một cái con rùa mù ở dưới đáy biển mà trăm năm ngàn năm mới trồi lên bờ bờ mặt đại dương, nổi lên trên cái bề mặt đại dương để có thể chui vào được một cái khúc gỗ mục, một cái gõ lỗ bọng của cái cây mà trăm năm mới trôi qua đại dương một lần. Thì quý vị tưởng tượng rằng một cái khúc cây mục mà trôi giữa đại dương mênh mông như vậy, và một cái con rùa mù trăm năm ngàn năm mới trồi lên một lần để chui vào được trong cái khúc gỗ đó, thì cái xác suất của nó hiếm hoi cỡ nào, nó cả một phần tỷ tỷ tỷ.
Thành ra để có được cái thân người không phải dễ dàng đâu. Và quý vị thấy rằng những bậc giác ngộ cũng vậy, người ta có thể ở trên những cảnh giới cao xa lắm, những cảnh giới rất là đẹp đẽ, nhưng mà không thành tựu được cái vấn đề giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Người ta vẫn phải trở về cái cõi trần gian này, cái hành tinh này, để làm cái bước cuối cùng, để học cái bài học cuối cùng, để chứng nghiệm cái bài học cuối cùng mới trở thành bậc giác ngộ hoàn toàn. Trong quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy và tương lai cũng vậy. Thành ra có được một cái thân người là một cái phương tiện tuyệt vời để chúng ta nhận diện và chuyển hóa, và để chúng ta thăng hoa trên con đường phát triển tâm linh. Và đó mới nói là có được thân người thôi. Còn có một cái thân người mà nó hoàn bị đầy đủ các cái giác quan của mình, có được cái trí tuệ, có được cái cơ hội để tiếp nhận, học hỏi những cái chân lý vĩnh hằng này. Đây là những quy luật vận hành tất yếu của vũ trụ. Có bậc giác ngộ ra đời hay không, nó vẫn thế. Và thậm chí có các nhà bác học ra đời để khám phá ra, để chỉ ra cho mình hay không, nó cũng vẫn có đó. Luật hấp dẫn của vũ trụ nó đã có trên cái hành tinh này cả hàng triệu, hàng tỷ năm rồi, chứ không cần phải chờ Newton ra đời mới có được cái định luật Newton. Cái lực đẩy đúng là một cái luật vũ trụ, không phải chờ đến Archimedes khám phá ra, nó đã có từ vô lượng thời gian rồi. Thành ra tất cả những cái gì mà bậc giác ngộ hay là những nhà bác học mà khám phá, mà chỉ ra cho mình, nó đều là những cái quy luật vận hành tất yếu. Vậy thì mình phải làm sao biết ứng dụng nó vào trong đời sống của mình một cách cụ thể. Do vậy nếu chúng ta không tập quay về để lắng nghe mình, để thực tập sống một cách đúng với tự nhiên, thì coi chừng mình đang nuôi dưỡng một cách sai lầm. Và quý vị cứ đặt câu hỏi đi, nếu như mình đem một cái sai lầm, một cái trái tự nhiên vào để nuôi dưỡng mình, để duy trì sự tồn tại của mình, vậy thì liệu mình có thể có được sự bình an, có được sự thuận thảo, có được sự tốt đẹp hay không? Nếu như mình đem một cái thức ăn khổ đau, giết chóc, căng thẳng, hận thù, sợ hãi để mà mình nuôi dưỡng mình, vậy thì mình có thể có được cái sự bình an, cái sự chủ động, cái sự thảnh thơi hay không? Nếu mình lấy một cái thức ăn chết, một cái thức ăn giả, một cái thức ăn phức tạp, cầu kỳ mà mình đưa vào mình nuôi dưỡng mình, thì liệu mình có được cái sự sống, mình có được sự cân bằng, có được sự bình an không? Và ngay cả những cái mà khi chúng ta đi vào cái sự thực tập này cũng vậy. Chúng ta thấy rằng càng ngày mình càng đi ngược đúng nguyên tắc trong cái bài của ngày thứ hai, hình như là buổi sáng ngày thứ hai, sau khi nói về chức năng của ruột và ruột già, thì chúng tôi có nói đến cái lời dạy của bậc giác ngộ là tam thường bất túc, tức là ba cái điều thường nhật nhất, quan trọng nhất trong thế gian là gì? Là ăn, là mặc, là ngủ. Vậy thì ba cái nhu cầu căn bản đó, cái gì là quan trọng nhất? Thưa quý vị, là ăn. Ăn tức là duy trì sự tồn tại của mình đó. Mình nói cái nam từ nôm na thô thiển là ăn, nhưng mà mình nói cái danh từ tổng quát phổ thông là duy trì sự tồn tại hay là nuôi dưỡng. Vậy thì nếu như chúng ta xem cái này là một nhu cầu thiết yếu quan trọng nhất, thì chúng ta phải dành cái thời gian, công sức, nỗ lực của mình vào cái việc này nhiều nhất. Nhưng mà càng ngày thì chúng ta càng đi ngược lại. Quý vị thấy có khi mình dành cái thời gian mình đi làm, mình dành cái tiền bạc mình kiếm được cho cái nhà của mình, cho nó to, nó đẹp, nó rộng, nó đầy đủ tiện nghi. Rồi mình dành tiền nhiều hơn cho áo quần, cho trang sức, cho mỹ phẩm, cho những cái bên ngoài thân mình. Nhưng mà rút cuộc cái để đi vào trong cơ thể mình, để nuôi dưỡng mình, để duy trì sự tốt đẹp, bình an của mình, là cái thức ăn thô nhất, ít nhất, mình lại không quan tâm tới nó. Huống chi khi mình đưa nó vào bên trong cơ thể mình, một ngày mình có thể dành ra 6 tiếng, 8 tiếng đi làm kiếm tiền,
Mình có thể dành nửa giờ đồng hồ, 1 giờ đồng hồ để đi mua thức ăn hay là chui vào bếp chuẩn bị thức ăn. Nhưng mà thế mà mình lên bữa ăn chỉ có vài 3 phút là mình xong tẹt nó rồi. Vậy thì mình đang có cái sự nuôi dưỡng gì đây? Nuôi dưỡng trong sự vội vã, trong sự lo lắng, trong sự căng thẳng, trong sự tính toán, trong sự thiếu trọn vẹn, mất quân bình. Thành ra quý vị thấy những cái gì mình học và mình thực hành ở đây là những cái rất là căn bản. Khi mà mình ngồi nuôi dưỡng, dù chỉ là cái ngồi không, ngồi chơi, mình có hít thở không? Không hít thở 3 phút là mình chết ngắt. Vậy thì ngay cả cái lúc mà mình gọi là ngồi thảnh thơi, ngồi bình yên, ngồi chả làm cái việc gì hết, mình cũng phải duy trì cái tư thế thật cân bằng, đối xứng. Thì như vậy, nuôi dưỡng là trị liệu, trị liệu là nuôi dưỡng. Tại vì nếu mình không tiếp tục nuôi dưỡng sự cân bằng, sự quân bình, sự đối xứng thì làm sao mình tiếp tục có được sự cân bằng, quân bình, đối xứng? Mà nếu mình đã lỡ có cái sự mất cân bằng, mất quân bình, rối loạn, bệnh tật rồi thì bây giờ mình phải làm sao điều chỉnh nó lại, tức là mình đang điều trị. Vậy thì một ngày chỉ có 2 3 bữa ăn thô thôi mà mình không dành cho mình được 20 phút, nửa giờ để ngồi cho nó ngay ngắn, cân bằng, đối xứng, thư giãn. Mình không thể có mặt cho mình trọn vẹn thì mình đòi hỏi ai có thể có mặt cho mình được. Mà một ngày chỉ có 2 3 bữa ăn thôi, chưa nói đến là mình ngồi bình yên, chưa nói đến mình tập luyện thể dục thể thao, hay là chưa nói đến những cái lúc mình bắt buộc phải đi làm, phải đối diện tiếp cảnh bên ngoài. Vậy thì đây là những cái điều mà rất thực tế, rất quan trọng. Mà nếu chúng ta không làm được những điều này thì quý vị đừng bao giờ mong rằng chúng ta có được sức khỏe hay sự bình an hết cả. 20 phút, nửa giờ để dành cho mình nuôi dưỡng và trị liệu thân và tâm một cách bình an, hợp nhất, cân bằng, đối xứng. Mà mình không làm được cái điều này thì thật là đáng thương cho mình vô cùng. Rất là đáng thương cho mình. Và quý vị thấy là ngày hôm trước chúng tôi có nói rồi, cái văn hóa Á Đông nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng nó tuyệt vời, nó sâu sắc lắm. Đã chỉ rất rõ ngay từ sơ khơi rồi, học ăn trước khi học nói. Ăn học, ăn nói, ăn làm, ăn ngủ, ăn chơi, vân vân và vân vân. Vậy thì nếu như chúng ta không đưa mình vào cái vị trí, chúng ta không tiếp tục tôn trọng mình, chăm sóc mình, thương yêu mình đúng nghĩa, không tiếp tục duy trì cái sự tồn tại của mình bằng sự nuôi dưỡng đúng đắn thì làm sao chúng ta có được? Mà chỉ có vài bữa ăn trong một ngày thôi, chưa nói những cái thức ăn mịn sâu, mới nói cái thức ăn rất thô qua những bữa ăn thôi. Thành ra ông bà chúng ta đã dặn mình rất kỹ những cái điều này. Ông bà mình đã nói là gì? Ăn học, ăn nói, ăn làm, ăn ngủ, ăn chơi, những cái sinh hoạt rất bình thường trong đời sống hàng ngày đã được chỉ ra rất rõ. Và thậm chí quý vị thấy rằng cái văn hóa Việt Nam, ông bà mình cũng nói gì? Trời đánh còn phải tránh bữa ăn, phải không? Trời đánh tránh bữa ăn, tức là một cái người mà có bị tội lỗi, bị thiên lôi đánh mà cũng phải tránh ra cái bữa ăn đi, mới 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 trừng trị, mới trừng phạt. Vậy mà chúng ta không có thể dành cho mình được một cái khoảng thời gian tối thiểu bình an, cân bằng, đối xứng, hợp nhất để tiếp tục duy trì cái sự tồn tại của mình thì mình thấy thực sự là mình quá đáng thương. Thành ra đó là những cái mà mình không thấy được cái thực tế mình tồn tại để làm gì. Mình tồn tại để làm gì? Mình có mặt ở cuộc đời này để làm gì? Mà những cái yếu tố căn bản nhất, những cái nhu cầu tối thiểu, thiết yếu nhất mà mình không đáp ứng được. Thành ra đừng hỏi tại sao mà mình bị bệnh tật, đừng hỏi tại sao mình bị rối loạn. Tại vì cái tư thế ngồi, cái giờ nuôi dưỡng mà mình đã không làm được những cái căn bản thiết yếu nhất. Chứ chưa nói đến cái phần bên trong, là lúc đó mình có bình an hay không, mình có hợp nhất hay không, mình có mặt trọn vẹn cho mình hay không. Hay là cái thói quen của mình như hồi sáng Dung nói đó, vừa ăn vừa nghe điện thoại, vừa nói chuyện, vừa đọc báo, vừa xem tivi, vừa xem tin tức. Mà tất cả những cái đó hầu hết là những cái năng lượng tiêu cực.
những cái dụ dỗ, những cái năng lượng nó không tốt lành. Vậy thì đây là những cái rất căn bản mà chúng tôi nhắc lại một lần nữa, nếu quý vị không ý thức để mà chuyển hóa thay đổi những cái thói quen mới này, không ứng dụng vào cuộc đời thì đừng bao giờ mong mình có được cái sức khỏe hay sự bình an. Điều này rõ ràng, cho dù quý vị có tiền nhiều cách nào, cho dù quý vị có cái địa vị cao cách nào, vàng chất đống đầy trong nhà, nhưng mà nếu mà mình không thực tập được điều này thì quý vị có mua thuốc đắt tiền nhất thế giới, quý vị có đội ngũ y bác sĩ đầy dẫy xung quanh nhà mình, có phương tiện khoa học kỹ thuật máy móc thiết bị đầy xung quanh nhà mình, nó sẽ đi ngược lại quý vị. Càng có nhiều bao nhiêu, càng dựa dẫm nhiều bao nhiêu, càng bị lệ thuộc bao nhiêu thì chúng ta càng bị mất cái sự chủ động, mất cái sự cân bằng, mất cái sự hợp nhất bên trong chúng ta bấy nhiêu. Ok, thành ra chúng ta nên nhớ rằng những cái điều này là những điều rất thiết yếu. Chúng ta phải tập lắng nghe cơ thể mình và thương nó, hợp tác với nó. Và tất cả những cái bệnh tật ngày nay cũng thế, vì cái vô minh của mình, vì cái thiếu quan tâm quan hoài của mình, thành ra nó phản ứng chứ không có gì hết cả. Nó phản ứng để mình lắng nghe mà mình lại không lắng nghe, mình không chăm sóc nó, mình lại càng đi đàn áp nó. Đàn áp nó không chưa đủ, mình còn đi kiếm những người xung quanh để đàn áp nó. Tại vì khi quý vị dùng thuốc, dùng dao, dùng kéo là quý vị tấn công nó, chứ tấn công ai? Quý vị nó gọi là, mình gọi là tấn công vi khuẩn, virus, tấn công bệnh tật. Nhưng mà nó là ai và nó đang ở đâu? Nó là ai và nó đang ở đâu? Nó nằm ngay trong cơ thể mình, nó nằm ngay trong tế bào của mình, nó nằm ngay trong huyết mạch của mình, nó nằm ngay trong chính mình. Vậy bây giờ quý vị chỉ thấy một con muỗi nó đậu lên cái má của mình hay đậu lên tay của mình, con muỗi nó đậu xuống nó gây nhột nhạt ngứa ngáy hay là nó chích cái vòi của nó vô nó hút máu của mình thôi. Thay vì mình thổi nó nhẹ đi hay mình phẩy tay nó nhẹ đi thì con muỗi nó bay đi, phải không? Thì như vậy mình đỡ phải đau. Còn nếu mà mình giận con muỗi quá, mình đập một cái chát, vậy thì con muỗi có khi chưa chết nó bay mất tiêu, mà mình lãnh đòn chính mình càng giận nó bao nhiêu, mình càng đập nó mạnh bao nhiêu thì mình lãnh đủ bấy nhiêu, có khi con muỗi nó bay mất tiêu rồi. Nhưng mà giả sử mình đập trúng con muỗi chết đi chăng nữa, ai đau hơn? Mình càng đập mạnh bao nhiêu thì mình càng đau bấy nhiêu. Đó là một cái ví dụ bên ngoài thôi. Vậy thì khi mà dùng dao kéo, mình cắt, mình mổ, khi mình dùng thuốc, mình tấn công những cái con vi sinh, vi trùng, virus trong người mình, hay là mình tấn công những tế bào gọi là tế bào ung thư, nó nằm ở đâu và nó là ai? Có khi nào chúng ta nhìn lại những cái điều này không? Thành ra trở lại là không có gì tồn tại mãi với thời gian. Cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng. Nói ngược lại, cái gì đang tồn tại là cái đó đang được nuôi dưỡng. Vậy thì bệnh tật, phiền não, khổ đau, bế tắc, mất quân bình đang tồn tại, tức là nó được nuôi dưỡng, và chính mình và mình là người đang nuôi dưỡng nó chứ không có ai khác hơn. Vậy thì chính chúng ta phải là người nhận diện và chuyển hóa nó, giảm cái thức ăn cho nó đi thì nó sẽ yếu dần, kiệt quệ dần và nó chết dần. Ngược lại, khi mà chúng ta làm đúng như vậy thì theo luật bảo toàn năng lượng, tự động cái phần ngược lại của nó sẽ gia tăng. Tức là phần tốt đẹp, phần thông thoáng, phần tích cực, phần cân bằng nó sẽ gia tăng. Rõ ràng. Còn nếu mà chúng ta nói một cái khách quan khác, tức là bây giờ chúng ta gia tăng cái tư thế ngồi cho nó cân bằng đối xứng thì nó sẽ giảm thiểu đi cái tư thế ngồi mất cân bằng. Chúng ta gia tăng cái thức ăn tự nhiên đúng quy trình của vũ trụ, đúng mùa, đúng cách chế biến, thì như vậy nó sẽ giảm thiểu đi những cái thức ăn trái mùa, những thức ăn không tự nhiên, những thức ăn chế biến. Đấy, nếu chúng ta càng có mặt trọn vẹn cho mình nhiều bao nhiêu, tức là cái sự sao lãng, cái sự vọng tâm của chúng ta ít bấy nhiêu. Nếu chúng ta càng có mặt trọn vẹn cho mình, càng hiểu biết mình nhiều bao nhiêu thì mình nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời những sai sót.
Nếu mình càng có sự có mặt bình yên cho mình bao nhiêu thì cái sự lo lắng, sợ hãi, căng thẳng nó sẽ ít bấy nhiêu. Thấy chưa? Thành ra tất cả những cái này mình phải là người thực tập, không ai có thể thực tập cho mình được hết cả. Và cách đây 2 hôm chúng tôi có một người học trò mới 40 tuổi thôi ở Canada bị lạc nội mạc tử cung. Thật ra những cái bệnh này nó không khó trị đâu, nhưng mà vì cái cách sống và cách nhận thức sai lầm, thành ra người ta chỉ nghĩ rằng chỉ có chế độ phẫu thuật, hóa trị, xạ trị theo y học hiện đại là có thể trị được. Và khi không trị được bằng cái đó, coi như là hết cuối đường rồi. Và cơn đau nó đến, và cuối cùng thì người ta chịu không nổi nữa, và người ta bắt buộc phải ký giấy để chích thuốc ngủ, tức là dùng cái sự trợ giúp của thuốc giảm đau, thuốc ngủ liều cực cao để coi như mình tự tử một cách êm đềm. Khi chúng tôi nói chuyện với gia đình và với bệnh nhân này giờ cuối, chúng nói đó là một sự trốn tránh, đó là một sự trốn tránh. Cuối của con đường này sẽ là đầu của con đường khác. Vậy thì chúng ta phải hiểu những cái quy luật này ngay từ cái giai đoạn đầu. Bạn đã từ chối từ cái không lắng nghe mình, nuôi dưỡng mình một cách sai lầm bằng những cái thói quen, bằng những cái sở thích. Từ cái tuổi vị thành niên, khi mà bắt đầu có ý thức, bắt đầu phát triển vậy thì bạn đã không lắng nghe, không chăm sóc cái cơ thể của bạn nói chung, và đặc biệt đối với người phụ nữ là cái cơ quan sinh sản từ buồng trứng tới tử cung cho tới cái vú, cái ngực của mình. Phải không? Vậy thì buồng trứng tử cung nó có những cái nhiệm vụ quan trọng mà bạn đã không lắng nghe, bạn đã từ chối nó, bạn không muốn có cái chu kỳ hàng tháng, bạn dùng thuốc để mà điều kinh. Rồi chưa kể nữa là bạn đã phá thai, bạn không muốn có con, tức là bao nhiêu cái chối từ với chính cơ thể bạn, chính những cái chức năng nhiệm vụ mà phải nói là trời tạo hóa đã thiên phú cho người phụ nữ, bạn đã từ chối hết tất cả những cái đó. Rồi thì cái phản ứng, cái lực ngược lại đó là những cái bạn từ chối, bạn kháng cự thì giờ nó phản lại bạn, nó làm cho bạn đau, nhưng mà bạn lại không học cái bài học đó, bạn lại đi tiếp tục căng thẳng hơn với nó, dùng phẫu thuật để cắt bỏ, dùng thuốc để tấn công nó. Thấy không? Và mình càng tấn công nó nhiều bao nhiêu thì cái phản lực lại là bạn sẽ đau bấy nhiêu. Đến bây giờ bạn vẫn không học được cái bài học này để thay đổi cái nhận thức của mình, không xin lỗi cái cơ thể của mình, không xin lỗi những cái nhận thức sai lầm của mình, không quay lại chăm sóc nó, mà bạn lại còn muốn chối bỏ, bạn còn muốn lừa cái tâm của mình đi bằng cái thuốc giảm đau, nó đâu có giảm được. Và chúng ta lấy một cái ví dụ, chúng ta lấy một cái ví dụ và chúng ta hỏi cái người đó trả lời. Bây giờ bạn đang ngồi như vậy, và tự nhiên một cái người nào đó ở đằng sau lưng bạn đập vào lưng bạn một cái bàn tay thiệt mạnh, thiệt đau, tức là về phần thân vật lý thì về phần thân vật lý thì chúng ta thấy rằng cái đau đó ha, cái đau đó là cái đau trên phần thân vật lý, nó giống nhau, tại vì mình sẽ không thể thay đổi được chứ gì. Đập một cái chát vào vai mình thì như vậy là về cái mặt vật lý thì chúng ta thấy rằng chúng ta vẫn có cái đau như nhau. Về mặt sinh lý có thể cũng nó gần như nhau, tức là cái bàn tay kia đánh vào mình thì nó sẽ bầm lên, nó sẽ đỏ lên, và những cái phản ứng viêm hay là này kia nó bắt đầu nó chạy tới, nó nóng lên. Đúng không? Nhưng mà hai cái tầng này vẫn còn thấp lắm. Chính hai cái tầng trên cao này sẽ thay đổi hoàn toàn những cái dưới này. Nếu như khi bạn quay đầu ngược lại và bạn nhìn thấy cái người vừa đập mình là một cái người mà mình không ưa, một cái người mà mình ghét, một cái người gọi là kẻ thù của mình, thì lúc đó là mình đùng đùng sát khí, nổi nóng, bực bội, tim đập thịt nhanh, thở hổn hển hồi hộp và đầu mặt nóng ran, tay chân run rẩy, thì lúc đó cái đau của bạn nó sẽ gia tăng gấp bội. Thấy không? Nhưng mà nếu mà khi bạn quay cái đầu của mình ngược lại mà mình nhìn thấy một cái người này không quen nhưng mà cũng không lạ, mình đang ngớ ngớ, mình đang cố gắng suy nghĩ tìm xem trong cái trí nhớ của mình người này là ai, thì
Lúc đó cái tâm của bạn nó đang ở cái trạng thái cân bằng và nó đang bị đi chệch hướng, tức là nó đang bị nhắm tới một cái đối tượng khác. Thành ra lúc đó cái sinh lý và vật lý này nó cũng sẽ bị chi phối, thành ra cái đau nó cũng sẽ giảm bớt một tí xíu đi, nó không mạnh lên thêm. Nhưng mà ngược lại, nếu khi bạn quay đầu lại mà bạn nhìn thấy cái người đó là một cái người rất thân thương của mình, mà lâu nay mình đang đi tìm, đang đi kiếm, mình đang suy nghĩ về họ, vậy thì ngay lập tức bạn sẽ quay lại và ôm chầm lấy người đó, và cái đau khi nó tan biến đi nhanh chóng. Tại vì sao? Tại vì mình cảm nhận được một cái sự truyền thông, gọi là thần giao cách cảm, tức là mình đang đi tìm kiếm, mình nhớ về cái người này, và cái người này đã đọc được cái dòng tư tưởng của mình, phải không? Hai bên kết nối từ rất là xa, từ rất là lâu không gặp nhau, bây giờ tự nhiên mình đã gửi một cái tín hiệu, và cái tín hiệu này đã truyền qua không gian, và người kia tiếp nhận được cái năng lượng, cái truyền tin đó, và người đó đến với mình, nhưng mà người ta làm cho mình một cái ngạc nhiên, người ta đánh mình một cái vậy, chứ người ta không đi trước mặt mình để cho mình thấy. Thì như vậy khi mình quay lại, mình gặp cái đối tượng này là cái người mình đang tìm kiếm, đang suy nghĩ, đang hướng tới mấy hôm nay, thì lúc đó mình ôm chầm lấy người đó và cái đau nó biến mất ngay lập tức. Vậy thì cái đau về vật lý và sinh lý, hay là cái bệnh tật về vật lý sinh lý này, nó do cái tâm lý và tâm linh này nó tác động. Vậy thì khi mình chuyển hóa được cái phần này, là mình sẽ chuyển hóa hết tất cả những cái phần dưới này. Đó, trong cách nuôi dưỡng của mình cũng thế. Khi mình nuôi dưỡng, dù nó là một cái thức ăn chả ra cái gì cả, nhưng mà nếu mình biết trân quý nó, mình biết cách sử dụng nó, thì nó sẽ đem lại rất nhiều cái lợi lạc, và nó duy trì cái sự tồn tại của tất cả các phần thân của mình một cách điều hòa hợp nhất. Nhưng mà ngược lại, mình có một cái thức ăn rất là cao lương mỹ vị mà mình không biết cách ăn, mình không có trân quý nó, thì chúng ta thấy đó là lý do tại sao ngày nay chúng ta có quá nhiều bệnh tật, vì chúng ta không biết cách nuôi dưỡng mình một cách đúng đắn. Vậy thì tất cả những cái này rất là ngắn gọn, trong cái thời gian 3 ngày rưỡi chúng tôi đã trao truyền cho quý vị hết rồi. Thành ra nếu mà nói nhiều quá thì quý vị sẽ không nhớ và không ứng dụng được. Mà nói ít quá mà quý vị không lắng nghe, không tư duy, không ứng dụng thì mình lại cũng có lợi lạc. Và đó là lý do tại sao mà chúng tôi nhắc quý vị mãi là mỗi một cái giờ mà chia sẻ lý thuyết là chúng ta cố gắng, chúng ta phải lắng nghe cho kỹ. Nhưng mà thật ra cái quan trọng nhất là cái giờ nuôi dưỡng, khi quý vị có mặt trọn vẹn cho mình và lắng nghe cùng thực tập, thì quý vị sẽ thấy rằng chính cái nuôi dưỡng là cái trị liệu, cái trị liệu là cái nuôi dưỡng. Thành ra đây là những cái bước căn bản đầu tiên mà nó đã dẫn quý vị từ cái thời khóa, từ cái nội quy, từ cái điều lệ mà ngày đầu tiên chúng tôi đã nhắc. Vậy thì khi chúng ta trở về với đời sống hàng ngày của mình, làm sao chúng ta phải ý thức được cái điều này? Cho dù quý vị đi làm, cho dù quý vị đi làm, quý vị vẫn phải cố gắng dành ra cho mình 15-20 phút tối thiểu, cho tới nửa giờ, và điều này chúng ta làm được. Chúng ta có luật lao động đàng hoàng, chỉ có cái chúng ta muốn hay không mà thôi. Và mình có thấy cái này là cái quan trọng hay không? Còn nếu như mình cứ nghĩ rằng mình phải dành thời gian cho công việc, mình phải đi kiếm nhiều tiền, hay là mình phải làm cái nhiệm vụ làm nhiệm vụ kia, nhưng mà cái nhiệm vụ căn bản nhất, thiết yếu nhất để duy trì cái sự tồn tại của mình mà mình không làm được, tức là cái nền tảng căn bản đã không có, thì toàn bộ cái phần trên nó là hỏng, là xây nhà trên cát. Thành ra đến lúc mà quý vị có thật nhiều tiền, địa vị thật cao, thì càng căng thẳng, càng nhiều cái gánh nặng, càng nhiều stress, càng nhiều cái rối loạn. Chỉ có thể là quý vị nhờ cái công việc nó kéo mình đi, thành ra mình lãng quên nó. Nhưng mà khi mình vừa dừng lại, hay là khi nó quá tải và cái nó bung ra, thì lúc đó mình không đỡ kịp nữa. Và hơn lúc nào hết, ngay thời điểm này, sứ giả của thiên nhiên, của vũ trụ đã đến để nhắc nhở chúng ta liên tục và tạo điều kiện cho chúng ta luôn. Mà chúng ta không tận dụng cái cơ hội này để quay về, để lắng nghe, để chăm sóc, để nuôi dưỡng đúng đắn, thì chúng ta lại càng có lỗi hơn. Bình thường quý vị có thể thấy thức ăn, thức uống nó thừa mứa, nhưng mà ngay trong giai đoạn này, để quý vị chứng nghiệm rằng có khi có tiền không mua được những thứ rất bình thường, là những cọng rau, chứ đừng nói gì cao siêu hết cả, thịt cá có khi dễ dàng. Nhưng mà ngay trong cái thời điểm này, có khi mình có tiền đó
Nhưng mà mình không mua được một cọng rau tươi, có khi cả mấy ngày không có được một miếng rau. Thành ra để chúng ta thấy cái giá trị thực, chứ không phải là tiền bạc, không phải là địa vị, mà là danh vọng. Và ai là người có thể làm được điều đó cho mình? Chỉ có mình và mình mà thôi. Mà nếu mình không thể có mặt cho mình, không biết cách lắng nghe và chăm sóc mình, thì đừng bao giờ mong có một cái người nào đó bên ngoài, cho dù ông bác sĩ đó có giỏi cách mấy, cái thiết bị đó nó có hiện đại cách mấy, nó cũng không thể nào thay thế mình để mà hỗ trợ chăm sóc mình được đâu quý vị. Điều này là điều chúng tôi phải khẳng định với quý vị, để chúng ta phải có cái ý thức. Và bây giờ nếu mà mình không có mặt trọn vẹn cho mình, không lắng nghe mình, không chăm sóc mình, để cho cái triệu chứng nó bắt đầu nó nặng, hay là để cho sự lây lan nó vào mình, không có một cái hệ miễn dịch, thì đừng mong rằng quý vị gọi cấp cứu người ta sẽ đến với mình. Đừng mong rằng mình đi vào cái khu cách ly nó sẽ tốt hơn cái nhà mình. Đừng mong vào đi vào cái phòng hồi sức cấp cứu sẽ có máy móc thiết bị đầy đủ, sẽ có nhân viên y tế đầy đủ ở đó chăm sóc cho mình. Thưa quý vị, đừng có mơ. Ok, đừng có mơ. Thành ra ngay bây giờ mình đang có những điều kiện tốt nhất, mình đang có những sự hỗ trợ tốt nhất, và mình có cái điều kiện để quay về lắng nghe chăm sóc mình, thì mình hãy cố gắng làm tốt nhất để có mặt cho mình trọn vẹn và hiểu những nguyên tắc căn bản này để chăm sóc và nuôi dưỡng mình. Khi quý vị làm đúng thì nên nhớ là tiền nào của đó. Ok, và đối với những vị nào chưa quen thì cái bài đầu tiên, cuối của cái ngày đầu tiên buổi sáng lý thuyết, thì chúng tôi đã cho quý vị xem những cái clip rất ngắn, rất ngắn, nhưng mà thực ra nếu ai mà chịu tư duy thì sẽ thấy cái văn hóa Việt Nam mình một lần nữa cũng đã nói rất rõ: vạn sự khởi đầu nan. Ông bà mình dạy rất rõ, không có cái chuyện gì mà dễ dàng hết. Và muốn dễ, muốn nhanh thì cứ đi tuột dốc thôi. Đi tuột dốc thôi. Mà quý vị nên nhớ, đi xuống dốc cũng không phải là dễ đâu. Đi xuống dốc cũng không phải là an toàn đâu. Những người nào mà hay đi rừng, đi núi thì quý vị sẽ biết. Chứ mình cứ nghĩ là đi xuống dốc là nó lao xuống, nó khỏe, nó nhẹ nhàng, nó nhanh chóng. Thưa quý vị, không. Những người nào đi thực tế mới nói, mới biết, mới cảm nghiệm được. Có khi đi xuống dốc nó trùng trùng cái đầu gối, nó đau, nó mệt, có khi nó trượt, nó té, còn nguy hiểm hơn đi lên dốc. Vậy thì nếu muốn nhanh, muốn dễ thì đi xuống dốc, chứ không có đi lên dốc được. Và ngay cả một cái hạt mầm, quý vị thấy chưa, một cái hạt mầm bé nhỏ mà nó muốn chứng tỏ được sự sống của nó, muốn vươn mình để mà chào đón ánh bình minh, muốn tỏa hương cho cuộc đời, muốn đóng góp cho cái sự chuyển hóa của đất, của không khí, nó cũng phải vật vã, nó cũng phải khổ đau, nó cũng phải chịu nhiều cái gian khổ lắm, thấy không? Chứ chưa nói tới là một cái con kén, con sâu, một cái con nhộng, một cái trứng. Vậy thì làm sao chúng ta phải thấy được những cái điều này trong con người của mình, trong từng cái giấc ngủ, trong từng cái bữa ăn, trong từng cái hít thở của mình? Không có đơn giản đâu. Thành ra cái hồi nãy mà quý vị hỏi là nếu giả sử như bây giờ mà mình đòi hỏi mình làm cái phương pháp gì nó đơn giản để cho mình có cái kết quả, thì tiền nào của đó hả quý vị? Quý vị có thể nằm thoải mái ha, thì quý vị sẽ có cái kết quả nó tương ưng. Quý vị tập luyện mà nó sơ sài, chẳng hạn như là quý vị ngồi ăn cũng vậy. Bây giờ mình thấy cái thức ăn nó không ngon, ok thôi mình nuốt trọn đi. Có nhiều người như vậy đó, tức là mình lừa chính cái vị giác của mình. Bây giờ mình không muốn cái vị giác mình nó cảm nhận cái đó, mình nuốt thẳng vào lưỡi của mình, vào cuốn họng của mình. Thậm chí như có nhiều người là để nguyên cái ống hút trà sữa, hút cái dầu đó vào. Thì tức là mình đang lừa chính mình đang không dám đối diện với chính mình. Chưa kể nữa là có nhiều người phản kháng quá mạnh. Và có khi không phải mình phản kháng trực tiếp mà cái thói quen của mình, cái thói quen của mình người ta gọi là nghiệp lực, tức là nó tạo nên một cái dòng xoáy, nó tạo nên một cái sự hấp dẫn, nó lôi kéo mình nếu như mình không đủ cái sức mạnh, không đủ sự tỉnh giác. Vậy thì nếu chúng ta muốn có kết quả thì chúng ta phải ý thức được
Ok, dù nó là đắng, dù nó là đắng, thành ra ông bà mình đâu có bao giờ nói là thuốc ngọt hết bệnh đâu, thuốc đắng đã tật mà kể cả đông y cũng thế mà tây y cũng thế, chẳng qua những cái thuốc đắng đó tây y nó lại giúp mình một cách là lừa dối mình, tức là nó bọc đường ở bên ngoài hay là nó bỏ cái con nhộng ở bên ngoài để cho mình không cảm nhận, thì đó cũng là một cái hình thức lừa mình không dám đối diện với sự thật. Thì nhưng mà nó cũng có được một phần tác dụng nếu như chúng ta biết cách dùng nó đúng, chứ không có cái thuốc nào ngọt hết quý vị. Cái ngọt nó sẽ có giá trị một cái lúc mình biết sử dụng thôi. Lấy ví dụ như trong lúc mà quý vị bị sốt cao, rồi quý vị đưa cái nước chanh vào nó có thể giải nhiệt, nhưng mà quý vị chua quá quý vị không dám hấp thụ, không dám đưa vào thì nó không đủ lượng, thành ra lúc đó mình phải đưa cái đường cách vàng vào. Thì cái đường cách vàng nó đưa vào nó cũng sẽ giúp mình có thêm năng lượng và nó cũng sẽ giúp mình giải nhiệt, nhưng mà nếu mình lạm dụng nó thì mình sẽ bị lạnh, mình sẽ bị âm. Nếu mình không vận động tập luyện thì mình sẽ tiếp tục sau đó là mình sẽ bị lạnh tay chân. Thành ra chúng ta thấy rằng đây là những cái mà chúng ta phải nhớ, không có cái gì dễ dàng đâu quý vị, không có cái gì nhanh chóng đâu. Cái nào càng dễ bao nhiêu thì luật vũ trụ cũng được, vào nhanh thì ra nhanh. Rồi. Vào nhanh thì ra nhanh, thì đây cũng là quy luật của vũ trụ. Và nếu chúng ta biết ứng dụng luật này thì chúng ta thấy cái cách mà mình đối trị đối với cái dịch bệnh này cũng vậy. Nếu như những con virus nó phát triển rất nhanh thì như vậy nó cũng sẽ bị hủy diệt rất nhanh, nếu như nó không có đầy đủ môi trường, không có đầy đủ những cái nguyên vật liệu. Đó, cái này chúng ta đã giải thích rồi. Vậy thì chúng ta phải phòng vệ cho mình bằng cách nuôi dưỡng những gì tốt đẹp nhất, thuận lợi cho mình, và đừng nuôi dưỡng gì thuận lợi cho virus. Thì như vậy virus không có điều kiện, không có nguyên vật liệu thì nó không phát triển được, thấy không? Và vì nó phát triển quá nhanh mà không cung cấp kịp cho nó một cái là tự động bị hủy diệt. Thì đó là cái cách mà mình phải hiểu luật để mình ứng dụng luật vào trong cái đời sống của mình. Vậy thì cố gắng dành cái thời gian lắng nghe lại các cái bài chia sẻ lý thuyết, dù nó rất ngắn gọn nhưng mà nó rất xúc tích. Mỗi một lần quý vị nghe càng tập trung bao nhiêu, càng tư duy bao nhiêu, thì mỗi một cái trình độ quý vị sẽ vỡ ra, sẽ hiểu sâu hơn. Và điều quan trọng nhất là quý vị phải ứng dụng vào đời sống hàng ngày của mình. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa, luật vũ trụ là đổi thay, là vô thường, không có gì tồn tại mãi với thời gian. Thành ra ngay cái giờ phút này quý vị đang nuôi dưỡng tích cực thì quý vị có được cái năng lượng tích cực, có được sự phòng hộ. Nhưng mà nếu ngày mai ngày kia quý vị không tiếp tục thì cái năng lượng tích cực nó xuống dần, mà năng lượng tích cực xuống dần thì năng lượng tiêu cực nó sẽ tăng dần. Luật bảo toàn năng lượng rất là rõ ràng. Vậy thì đến một lúc nào đó khi mà mình lơ là cái việc chăm sóc nuôi dưỡng đúng đắn của mình thì cái năng lượng tiêu cực nó gia tăng, mà khi năng lượng tiêu cực nó gia tăng thì nó không những đã lấn át cái năng lượng tích cực mà nó lại theo luật hấp dẫn, nó lại chiêu cảm những cái năng lượng tiêu cực từ thức ăn, thức uống, từ không khí, từ môi trường đến nữa, càng làm cho nó lớn mạnh hơn. Vậy thì ngay lập tức nếu chúng ta không tỉnh giác quay về bên trong mình để lắng nghe, để quan sát và chuyển hóa thì mình lại càng lỗ hơn, bởi vì cái năng lượng tiêu cực nó được sự trợ giúp của bên ngoài. Thành ra đó là lý do tại sao mà chúng ta phải tỉnh giác, phải quan sát, phải lắng nghe, phải có mặt trọn vẹn cho mình và ý thức được rằng không ai thương mình bằng chính mình, không ai hiểu mình bằng chính mình và không ai có thể bảo vệ mình được, chỉ có chính mình mà thôi. Vậy thì hãy cố gắng nghe bài lại cho kỹ, cố gắng thực tập nghiêm chỉnh, liên tục, kéo dài, thì chúng ta sẽ gặt hái được cái kết quả cụ thể ngay trước mắt của mình. Ok, rồi, cảm ơn tất cả đại chúng. Hy vọng rằng cái thời gian vừa qua, ít nhiều gì quý vị cũng đã học được, và mình thấy cái gì mình còn thiếu sót, thì mình sẽ cố gắng nghe lại bài. Cố gắng thảo luận với các anh chị em, với đội ngũ y bác sĩ hay là các bạn cùng học với mình, để làm sao là mình rút tỉa cái kinh nghiệm của những người kia, rồi để mình thực hành, và chỉ có mình thực hành cho mình, và chỉ có mình là người gặt hái được cái kết quả tốt đẹp trước nhất, rồi sau đó mình sẽ lan tỏa ra những người xung quanh. Rồi, cảm ơn cả nhà, giờ chúng ta nghỉ giải lao.